Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thì thấy đây là bảng main của Samsung Galaxy G360 tại di động cao cấp.vn. Và đây là phần chân sạc pin của Samsung G360. Khi bạn gặp có lỗi sự cố liên quan đến Samsung G360 không sạc được pin, sạc chập chờn lúc được lúc không, thì kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn đã tháo rời toàn bộ phần chân sạc này ra và thay mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới chân sạc của Samsung G360, quý hàng vui lòng truy cập website www.di động cao cấp.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 0466750999. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy G360 hàng đầu hiện nay